Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 43 đến trang 47, tuần 23, bài 9, Hội thoại cơm thiên ở Đồng Vân. Đầu tiên phần đọc, nói về một cuộc thi mà em đã tham gia, điều gì của cuộc thi làm em ấn tượng nhất? Như vậy chúng ta có tham gia cuộc thi nào thì các em hãy nói về cuộc thi đó và chia sẻ điều gì của cuộc thi làm em ấn tượng nhất. Cô ví dụ một cuộc thi em đã tham gia và rất tâm đắc, đó là cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng kỷ niệm chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Trong cuộc thi, điều làm em ấn tượng nhất là có nhiều bức tranh cùng vẽ một chủ đề. Chiến tranh chính nghĩa thắng lợi là nhờ công lao của các chú bộ đội dũng cảm gan dạ. Tiếp theo bài đọc, hội thoại cơm thi ở Đồng Vân. Hội thoại cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trải quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhảy để mà lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống lại leo lên. Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội mỗi người một việc. Người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông. Người thì nhanh tay giã thóc dần sàng thành gạo. Người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Mỗi người nấu cơm đều mang một cái cần tre được cắm rất khéo vào dây lưng, uốn cong hình cánh cung từ phía sau ra trước mặt. Đầu cần treo cái nồi nho nhỏ, người nấu cơm tay giữ cần, tay cầm đuốc, đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội vừa thổi cơm vừa đang xen nhau uống lượng trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội. Sau độ 1 giờ rưỡi, các nồi cơm được lần lượt trình trước cửa đình. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật. Ban giám khảo chấm theo 3 tiêu chí: cơm trắng, dẻo và không có cháy. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng, theo Minh Nhương. Như vậy các em vừa theo dõi bài đọc, trong bài đọc có các từ ngữ. Đồng Vân là một làng thuộc xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Sông Đáy là một nhánh của sông Hồng. Đình là ngôi nhà to rộng của làng thời xưa, dùng làm nơi thờ thành hoàng và họp việc làng. Tiếp theo, trả lời câu hỏi 1. Hội thoại cơm thi của làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu? Thì các em đọc kỹ bài đọc. Hội thoại cơm thi của làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trải quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa. Câu 2. Cách lấy lửa để nấu cơm trong cuộc thi được miêu tả như thế nào? Thì cách lấy lửa để nấu cơm trong cuộc thi được miêu tả: khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhảy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống lại leo lên. Câu 3. Kể tên những việc làm đang xen cùng việc lấy lửa, các thành viên của mỗi đội đã phối hợp với nhau như thế nào để thực hiện những việc đó? Thì những việc làm đang xen cùng việc lấy lửa là vót tre thành đũa, giã thóc dần sàng gạo, lấy nước, thổi cơm. Khi thực hiện những cái việc đó thì các thành viên của mỗi đội đã phối hợp với nhau, chủ động, rất khéo. Tiếp theo câu 4, xếp những bức tranh thể hiện một số hoạt động trong cuộc thi nấu cơm vào nhóm thích hợp. Chuẩn bị nấu cơm, chấm giải cuộc thi. Như vậy chúng ta sẽ xếp những bức tranh thể hiện một số các hoạt động trong cuộc thi nấu cơm vào nhóm chuẩn bị nấu cơm, chấm giải cuộc thi. Như vậy chúng ta sẽ xếp như sau: chuẩn bị nấu cơm đó là bức tranh 2 và 4, 2 và 4. Rồi nấu cơm là bức 3 và nấu cơm là bước 3 và chấm giải cuộc thi đó là bước 1.
Tiếp theo câu 5, theo em tác giả muốn nói điều gì qua bài đọc? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em. A. Ca ngợi nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam. B. Bộc lộ niềm tự hào về một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. C. Khơi dậy ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Như vậy, theo em tác giả muốn nói những điều qua bài đọc đó là bộc lộ niềm tự hào về một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Như vậy, chúng ta sẽ chọn câu trả lời B. Tiếp theo, luyện từ và câu, liên kết câu bằng cách lập từ ngữ. Một nhỏ, đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Chất. Dế Chất là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. Chất nọ có lẽ cũng trạc tuổi tôi, nhưng vì chất bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm, Tô Hoài. A. Từ nào được lặp lại ở các câu trong đoạn văn trên? B. Việc lặp lại đó có tác dụng gì? Thì các em đọc kỹ đoạn văn từ được lặp lại ở các câu trong đoạn văn trên đó là chất. B. Việc lặp lại chất có tác dụng cho biết các thành phần miêu tả là dế chất, đồng thời cho thấy sự quan tâm của dế mèn với người bạn này. Tiếp theo câu 2, chọn từ ngữ nào trong câu 1 của đoạn văn dưới đây thay cho bông hoa để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Hoa giấy đẹp một cách giản dị, mỗi cánh giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng chúng tản mát bay đi mất, theo Trần Hoài Dương. Như vậy chúng ta sẽ chọn một từ ngữ ở trong cái câu 1, trong câu 1 ở đây, để thay cho cái bông hoa để tạo sự liên kết giữa các câu. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn từ hoa giấy đẹp một cách giản dị, mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng chúng tản mát bay đi mất. Tiếp theo, ghi nhớ các câu trong đoạn văn có thể liên kết với nhau bằng cách lập từ ngữ, câu sau lặp lại từ ngữ ở câu trước. Câu 3, tìm từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong mọi đoạn văn sau. A. Một hôm Thạch Sanh ngồi trong ngục tối, đem đàn của vua Thủy Tề cho ra gãy. Tiếng đàn vang lên như những lời trách oán, trách sự hững hờ của công chúa và oán sự độc ác của Lý Thông. Tiếng đàn văng vẳng đến hoàng cung, lọt vào tai công chúa. Vừa nghe tiếng đàn, công chúa bỗng cười nói vui vẻ: "Đàn xin vua cha cho gọi người đánh đàn vào cung." Truyện Thạch Sanh. B. Trong rừng những cây sau sau đã ra lá non. Những mầm lá mới nãy chưa có màu xanh, chúng mang màu nâu hồng trong suốt. Những lá lớn hơn xanh mơn mởn. Đi dưới rừng cây sau sau tưởng như đi dưới một vòm nhà lập đầy những ngôi sao xanh. Ánh mặt trời chiếu qua tán lá xuống như một cái ánh đèn xanh dịu. Ngô Quân Miện. C. Chú Sơn Ca tiếp tục vỗ cánh bay lên cao vút. Chú thấy cần phải làm một chuyến đi xa để thăm tất cả mảnh đất quê hương của chú. Đôi cánh nhỏ chao chát trên không dẫn chú đi. Cảnh vật loang loáng in vào đôi mắt tinh nhanh tuyệt diệu của chú. Chú xiết bao kinh ngạc vì thấy quê hương của chú ngoài dãy đồi đầy một màu xanh và ánh nắng còn trải ra bao la. Nguyễn Kiên. Như vậy các em sẽ đọc kỹ các đoạn văn và chúng ta tìm từ ngữ được lặp lại để liên kết trong mỗi đoạn, tức là chúng ta sẽ tìm từ ngữ liên kết được lặp lại trong mỗi đoạn. Như vậy câu A, từ ngữ được lặp lại để liên kết câu ở trong đoạn A đó là tiếng đàn. B, từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn B đó là lá. C, từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn đó là chú.
Câu 4 viết 2 đến 3 câu về một lễ hội, trong đó các câu liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ. Ví dụ: Chọi trâu đồ sơn. Hải Phòng là một lễ hội truyền thống để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhiều du khách thập phương. Chọi trâu không chỉ là lễ hội văn hóa lâu đời quan trọng của người dân Vạn Chài, mà còn là dịp thưởng thức những trận chọi trâu hấp dẫn. Cho tới ngày nay, chọi trâu trở thành biểu tượng nét đẹp riêng mà Hải Phòng có được. Tiếp theo phần viết, tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc. Một nhỏ, đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu. Nhân dịp Quốc Khánh ngày 2 tháng 9, tôi được bố mẹ cho đi Mộc Châu tham dự ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số. Tôi vô cùng hứng thú với sự kiện mang đậm vẻ đẹp văn hóa này. Ngay từ sáng ngày 1 tháng 9, không khí ngày hội đã tràn ngập khắp thị trấn. Cờ hoa, những bộ trang phục truyền thống làm cho cả thị trấn trở nên rực rỡ sắc màu. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã khiến tôi cảm thấy háo hức lạ thường. Mỗi dân tộc mang đến ngày hội một cái tiết mục trình diễn riêng. Trước cuộc thi ném còn của những cô gái Thái, tôi trở thành cổ động viên tự lúc nào không rõ. Tôi chăm chú dõi theo quả còn bay vút lên cao, lơ lửng trên không trung. Tôi và mọi người hò reo khi quả còn bất ngờ bay vèo qua vòng tròn gắn trên đầu cây tre. Điệu múa khèn tràn đầy sức sống của các chàng trai người Mông đã khiến tôi rất ngạc nhiên và thán phục. Tôi nhún nhảy liên hồi theo các động tác của họ. Tôi như bị lôi cuốn theo bước múa sạp khéo léo rộn ràng của những cô gái Mường. Tôi say sưa thưởng thức điệu múa xòe uyển chuyển của những cô gái Thái. Đến với ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số ở Mộc Châu, tôi đã rất xúc động và hiểu vì sao cần phải giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Lâm Phong. Như vậy, sau khi chúng ta đọc đoạn văn thì các em hãy cho biết đoạn văn nói đến sự việc gì, người viết có ấn tượng chung về sự việc đó như thế nào. B. Chọn nội dung tương ứng với mỗi phần của đoạn văn, phần mở đầu, kết triển khai, kết thúc nội dung. C. Trong phần triển khai thì những chi tiết nào nói về ngày hội được gây ấn tượng với người viết. D. Tình cảm, cảm xúc của người viết được bộc lộ qua những cái từ ngữ câu văn nào. Như vậy, chúng ta đọc kỹ đoạn văn. Như vậy, câu A, đoạn văn nói đến sự việc đó là nhân vật tôi được bố mẹ cho đi Mộc Châu tham dự ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số vào ngày 2 tháng 9 Quốc Khánh. Người viết có ấn tượng chung, háo hức và xúc động hiểu được giá trị của các văn hóa truyền thống. B. Phần mở đầu, tương ứng với nội dung đó là nêu tên sự việc, thời gian, địa điểm diễn ra sự việc, ấn tượng chung về sự việc. Triển khai thì nêu tình cảm, cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc, khung cảnh hoạt động người tham gia. Còn kết thúc thì nêu ý nghĩa của sự việc, khẳng định lại tình cảm, cảm xúc đối với sự việc. Tiếp theo câu C, trong phần triển khai thì những chi tiết nói về ngày hội được gây ấn tượng với người viết. Đó là không khí ngày hội, tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, cuộc thi ném còn của những cô gái Thái, điệu múa khèn tràn đầy sức sống của các chàng trai người Mông, điệu múa sạp của những cô gái Mường, điệu múa xòe uyển chuyển của những cô gái Thái. Câu D, tình cảm, cảm xúc của người viết được bộc lộ qua những cái từ ngữ. Hứng thú, háo hức, chăm chú theo dõi, hồi reo, ngạc nhiên và thán phục, nhún nhảy liên hồi, bị cuốn theo say sưa, xúc động. Tình cảm, cảm xúc của người viết được bộc lộ qua những câu văn đó là tôi vô cùng hứng thú với cái sự kiện mang cái vẻ đẹp văn hóa này. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã khiến tôi cảm thấy háo hức lạ thường. Đến với ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số ở Mộc Châu, tôi thấy rất xúc động và hiểu vì sao cần phải giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tiếp theo, số 2 nhỏ trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một sự việc. Gợi ý đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một sự việc thường có mấy phần, đó là những phần nào? Nội dung chính của mỗi phần là gì? Có những cách nào để thể hiện tình cảm cảm xúc về một sự việc? Thì khi viết đoạn văn thể hiện cảm xúc, tình cảm về một sự việc thì chúng ta cần lưu ý những điểm sau. Đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một sự việc thường có 3 phần, đó là phần mở đầu, triển khai và kết thúc. Nội dung chính của mỗi phần là: mở đầu thì giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung về sự việc. Triển khai thì nội dung nêu cái tình cảm cảm xúc về những cái chi tiết nổi bật của sự việc. Kết thúc thì nêu cái ý nghĩa của sự việc, khẳng định lại tình cảm cảm xúc với sự việc. Tiếp theo ghi nhớ, đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một sự việc thường có 3 phần: mở đầu sẽ giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung về sự việc. Triển khai thì nêu tình cảm cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc. Kết thúc thì nêu ý nghĩa của sự việc, khẳng định lại tình cảm cảm xúc đối với sự việc. Cuối cùng, vận dụng một, các em nói với người thân một việc em đã làm được trong ngày, nêu tình cảm cảm xúc của em khi thực hiện và hoàn thành công việc đó. Hai là các em đọc một cái cuốn sách viết về một miền đất, ví dụ như là phía Tây Trường Sơn của Vũ Hùng, nhà xuất bản Kim Đồng, quê nội của Võ Quảng, nhà xuất bản Kim Đồng.